Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 101, móc tim kể lể. Nhị lão thái thái đồng thị cười khẩy, lúc này rồi mà còn dối gạt bà ta à. Ta đã sớm bảo cô nạp thêm vài thiếp thất cho lão đại, tương lại thiếp thất sinh con trai, có có thể bắt nuôi dưới danh nghĩa mình nhưng cô mãi không chịu nghe. Bây giờ lão đại đã 39 mà vẫn chẳng có được đứa con trai nào, cô còn oán ai nữa. Sớm lường được mẹ chồng sẽ lôi chuyện này ra, đại thái thái lết gối tiến tới mấy bước, mẫu thân, con dâu đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì tương lai nhận con trai nhà nhị thúc làm con thừa tự như vậy. Như vậy, chẳng phải phòng nào thừa tước cũng do con trai của nhị thúc hưởng hay sao? Mẫu thân, người nói đi, bao năm qua con dâu có từng cầu xin người cái gì không? Mọi người đều nói có cô mẫu là mẹ chồng chính là phúc của con dâu, cô mẫu đối với con dâu tốt, con dấu hiểu trong lòng, ở tuổi này còn tranh giành cái gì cho mình thì cũng chỉ vì con gái con thôi. Đời này con dâu không thể sinh con nối dòng cho Trần Gia, si phai có một đứa con gái. Nhưng Lâm Huyền luôn bị xếp xuống hàng thứ yếu, ngay cả Lâm Di mới về kinh cũng được Lâm Gia để mắt, lâm phương thì càng khỏi phải nói được gần như tất cả phu nhân trong kinh yêu thích tương lai đầu phải lo về hôn nhân chỉ có lâm huyền là chẳng ai hỏi đến nhà mẹ đẻ của cất dâu ở thầm xuyên xa xôi không có ai dựa dẫm cho nên muốn tìm cho con gái một mối tốt cũng không thể cô mẫu ơi người thân bên cạnh con cũng có mình người thôi nhị lão thái thái đồng thị đi đâu cũng dẫn lâm phương theo nhị lão thái thái trần gia cùng con trai út là chuyện mọi người trong kinh đều biết tuy đại thái thái là cháu gái nhà mẹ đẻ của nhị lão thái thái nhưng mấy năm qua cũng chẳng chiếm được lợi thế gì đại thái thái đồng thị cố ý nói lái sang chuyện khác con sinh được hai đứa con trai nhưng đều chết non cả cô mẫu tìm danh y điều trị cho con uống biết bao nhiêu thuốc thang nhưng vẫn không thấy hiệu quả cô mẫu lại mời bà tướng số xem cho con bà tướng số kết luận số con không con trai con liền theo lời cô mẫu nạp cho lão gia hai người thiếp kết quả thiếp vẫn chỉ sinh được con gái những năm qua con làm gì cũng theo lời cô mẫu cả con có khác nào chân tay của cô mẫu đâu lão gia nhà con tuy không lanh lợi được như nhị thúc nhưng lại vô cùng nghe lời cô mẫu từ đó tới giờ ông ấy có từng ngỗ nghịch với cô mẫu lần nào không trong khi đó cô mẫu đã bao nhiêu lần bảo nhị thúc năng qua lại với đồng gia nhưng nhị thúc lại thân với nhà vợ hơn. Cô mẫu nghĩ lại đi, gia nghiệp của nhánh thứ hai chúng ta nhờ ai mới được như thế này, chẳng lẽ tương lai sắp đổi thành họ điên rồi. Nhị lão thái thái đồng thị nghe xong, lòng không khỏi trùng xuống. Cô mẫu ơi, đại thái thái đồng thị dạp mình xuống, khóc nức nở, lúc con mới vào kinh, chỉ vì con cỡ miệng nói một câu giọng quê nhà mà không có tiểu thư nhà nào muốn kết giao với con khi ấy cô mẫu đã an ủi con rằng một ngày nào đó phải khiến bọn họ mở to mắt ra nhìn cho rõ cho dù từ thiêm xuyên thì chúng ta không hề thua kém nữ quyến trong kinh mấy người kia chỉ ì vào việc sinh ra ở kinh thành rồi hất mặt lên mà sống một ngày nào đó phải để bọn họ thấy được sự lợi hại của chúng ta từ đó trở đi con liền xem cô mẫu như mẹ ruột mà đối đãi một lòng muốn là một đứa con dâu tốt của người không phải con muốn tranh với nhị thúc con chỉ không cam tâm, khó khăn lắm mới vào tới trong kinh, đã trải qua không ít chắc trở, cớ gì lại không thể tranh thủ cơ hội trở nên nổi bật, khiến tất cả mọi người phải nhìn xem nữ giới đồng thì chúng ta làm thế nào vượt qua tất cả để thành cáo mệnh phu nhân, khiến tất cả người từng xem thường mình phải cúi đầu hành lễ với mình. Về sau nhắc lại, người đời sẽ khen đồng thì chúng ta không uổng công rời đến kinh đô. Mi mắt nhị lão thái thái đồng thị máy liên tục con dâu cả đã nói ra hết tất cả những lời trong lòng bà ta lúc mới vào kinh bà ta cũng từng trở thành trò cười của kẻ khác chỉ vì một câu nói mang khẩu ấm quê nhà sau đó bà ta âm thầm mời bà từ tới dạy mình cách nói giọng phổ thông chính thống luôn cẩn thận giữ miệng khi ở trước mặt người khác chỉ sợ lại vô tình dùng khẩu âm quê hương loại cảm giác đó chỉ có ai từng trải qua mới tự hiểu được đã nhiều năm như vậy bà ta vốn là chính thất lão gia cưới về rốt cuộc lại bị một người đàn bà đã chết là triệu thị chèn ép mãi không móc lên được trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể tiếp quản cái nhà này nỗi oan ức mà bà ta phải chịu thật sự đếm không xuê chỉ cần nghĩ tới sẽ có một ngày dẫm tất cả đám người từng chê giễu cười cợt mình dưới chân bà ta liền cảm thấy thư thái hơn rất nhiều đại thái thái đồng thị vừa ôm mặt khóc tấm tức vừa lặng lẽ quan sát nhị lão thái thái qua khe hở của khăn tay quả nhiên nhị lão thái thái đã bị lay động hiện giờ nhị thúc và tam thúc đều là quan tòng ngũ phẩm lão gia có bon chen hơn nữa cũng không bằng được bọn họ cô mẫu phải thương lão gia nhiều hơn mới đúng đại thái thái đồng thị khóc thút thít cả buổi nhị lão thái thái đông thì cuối cùng cũng cau mày bảo bà ta đứng dậy đúng là ta đã dung túng cô cậu quá mức mới khiến cô cậu thành như thế toàn một đám không biết nghe lời, chỉ chăm chăm chờ ngày nào đó tách ra ở riêng thôi. Đại thái thái đồng thị biết nhị lão thái thái nhánh cả chỉ đang nói lẫy mà thôi, liền vội vàng vuốt đuôi, nhà chúng con mà rời khỏi cô mẫu thì thật sự không sống nổi. Sắc mặt của nhị lão thái thái đồng thị vẫn âm u, tam nha đầu bị thương thế nào? Đại thái thái cố ý phóng đại thương tích của Lâm Uyển thêm nghiêm trọng, chảy trụa khá nhiều chỗ, e rằng sẽ lưu sẹo mất thôi tam tỷ đáng thương vẫn chưa lấy chồng, chẳng biết hôn nhân có bị ảnh hưởng vì chuyện này không nữa. Ánh mắt của nhị lão thái thái trở nên tốt hơn, gọi tam nha đầu tới đây cho ta nhìn một chút. Đại thái thái đồng thị vội vàng bảo nha đầu bên người đi gọi Lâm Uyển. Lâm Uyển mang khuôn mặt tiều tụy không son phấn mà đến, do cổ chân bị chật nên đi lại có phần bất tiện. Nhị lão thái thái đồng thị nhìn thì không khỏi đau lòng, hỏi Lâm Uyển về tình hình ngày đó thấy Lâm Uyển vẫn bao che cho Lâm Phương, nhị lão thái thái đông thì cũng không nhịn được mắng Lâm Phương, quá không hiểu chuyện. Cuối cùng cũng qua được ải này của nhị lão thái thái đồng thị, đại thái thái trở về phòng, kéo tay Lâm Uyển khen ngợi, con đúng là phúc tinh của mẹ, bằng không mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa. Mẹ đừng tranh cãi nữa. Lâm Uyển cụp mắt nhìn xuống, sau khi nhị thúc lập công trở về, Trần Gia có được phục tước thì cũng vào tay nhị thúc thôi. Đại thái thái đồng thị bật cười, đó là do con không biết thôi. Lần này công lao không chỉ của mình nhị thúc con, được khen thưởng cũng không thể thiếu phần nhà ông ngoại con. Lâm Nguyền kinh ngạc nhìn đồng thị. Đại thái thái đồng thị cầm lấy hộp thuốc mỡ bên cạnh lên tự tay thoa cho Lâm Nguyền, nha đầu khờ của mẹ, con cứ chờ mà xem. Tốt thí như tam thúc con tất nhiên phải chết rồi, nhưng nhị thúc con cũng chỉ là lính tôm tướng cua thôi, muốn dẹp giặc thì vẫn phải xem là ai mang binh bình loạn kia. Sau đó trong kinh bắt đầu lan truyền đủ loại tin tức, đại thái thái đồng thị càng ngày ở một bên tiếp chuyện với lão thái thái nhánh cả, hết chọn vài may quần áo mới cho hoành ca và lâm di rồi lại chủ động đi giúp đỡ tam thái thái tiêu thị. Lão thái thái nhánh cả cũng mặc kệ đại thái thái đồng thị, dần dần toàn bộ trần phù đều chắc mầm rằng tam lão gia không thể trở về. Lão thái thái nhánh cả dẫn lâm di tới mấy nhà quen làm khách, sau khi trở về thì đại thái thái đồng thị dẫn một đạo sĩ mình quen tới trước mặt bà. Lão thái thái nhánh cả tốn không ít bạc cho đạo sĩ làm phép cầu an rồi lại đi chùa quyên góp tích đức. Đến khi cảm thấy lão thái thái nhánh cả thật sự hết cách rồi, đại thái thái đồng thị mới không lại lằng nhằng nữa. Cùng thời gian đó, tam thái thái tiêu thị bắt đầu chẳng thiết ăn uống, người gầy sọp hẳn đi. Đại thái thái đồng thị sốt ruột cho người mời lang trung đến xem, nhưng tiêu thị lại khăng khăng không cho cả ngày chỉ nằm trên giường không chịu gặp ai tình hình này khiến nhánh cả trần gia u ám như bị mây đen bao phủ ngay cả linh lung và quất hồng cũng thỉnh thoảng nghe thấy đám tiểu nha hoàn lén lút sầm xì rằng xem ra tam lão gia thật sự không thể trở về tam thái thái tiêu thị cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa lâm di nghe linh lung kể lại nhớ tới lời đạo sĩ nói thẳng mặt lão thái thái nhánh cả rằng trong nhà sắp có họa sát thân cái gì cha ở Phúc Ninh kinh động đến thủy thần cho nên bây giờ mới mang tai họa cho Trần Gia. Nếu muốn Trần Gia được bình yên thì phải làm phép cầu an. Sau khi lão thái thái nhánh cả bỏ bạc cho đạo sĩ kia làm phép, lão ta lại nói, giờ lão thái thái và thiếu gia tiểu thư trong nhà sẽ không cần sợ nữa. Thật sự là khiến người ta dỡ khóc dỡ cười. Trước khi làm phép lão thái thái nhánh cả đã nói rõ là muốn cứu cha nàng, nào có liên quan gì tới nữ quyến trong nhà chứ hỏi đạo sĩ kia còn cha nàng thế nào lão ta lại đường hoàng nói pháp lực của bản đạo có hạn nếu không phải lão thái thái thành khẩn nhờ và thì bần đạo cũng không dám quản chuyện này bây giờ chỉ có thể cứu được lão thái thái thiếu gia và tiểu thư thôi về phần tam lão gia đành phải xem ý trời vậy đạo sĩ kia vô cùng nổi tiếng trong kinh nữ quyến ở nội trạch đều truyền miệng rằng phép của lão vô cùng linh ngay cả đạo sĩ Linh thông tin tức cũng khẳng định cha không còn đường cứu, có thể thấy được người khác sẽ nghĩ thế nào. Lão thái thái nhánh cả kéo tay Lâm Di nói, lần này cho cháu thấy rõ sắc mặt của đám thấy bà này. Sắc mặt của thầy bà nàng thấy rõ rồi, càng thấy rõ hơn bộ mặt của người nhà đại bà Trần Doãn Ninh. Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng của kiếp trước, cũng không biết suy nghĩ người nhà đại bá có gì thay đổi không. rạng sáng hôm sau, đại thái thái đồng thị không đến chỗ nhánh cả, ngược lại là tề nhị thái thái mang lễ vật tìm tới. Sau khi khi đặt lễ vật lên bàn, tề nhị thái thái vẫn không thôi lúng túng. Lão thái thái nhánh cả mời khách ngồi xuống, tề nhị thái thái gượng gạo nói về chuyện nhà với bà một lát, không thấy lâm di đâu thì cũng hiểu ít nhiều, ngượng ngùng nói, sao không thấy lục tiểu thư nhỉ? Rõ ràng lão thái thái nhánh cả không còn thân thiện với tề nhị thái thái như trước, sắp chuyển mùa nên cần làm y phục mới, lục nha đầu đi giúp chọn vài rồi. Tề nhị thái thái chỉnh lại châm cài trên đầu, gượng gạo nói, lần trước có được đơn thuốc trị họ từ chỗ lục tiểu thư, con liền định ngày nào đó tới nhà cảm ơn. Nhưng mấy ngày qua bận bịu nên chậm trễ, xin lão thái thái đừng trách. Lão thái thái nhánh cả hơi nhếch môi như cười như không, cầm lấy Phật Châu, chỉ là một đơn thuốc mà thôi, tề nhị thái thái quá lời rồi thể thì cũng không thể làm thinh mà nhận. Tề nhị thái thái ngước lên nhìn bà, lúc đó con không tiện nói rõ trước mặt lục tiểu thư. Thật ra là thằng bé nhà con bị bệnh, uống thuốc nhiều rồi vẫn không thấy khá hơn, cho nên con mới thử hỏi lục tiểu thư phương thuốc. Lão thái thái nhánh cả à, khẽ một tiếng, nhưng không hề tỏ vẻ kinh ngạc gì. Vậy giờ bệnh thằng bé đã đỡ hơn chưa? Tề nhị thái thái ấp ốm đáp, ho lâu ngày nên thành ra khó chữa, giờ vẫn chưa đỡ cho nên con vô cùng sốt ruột lão thái thái nhánh cả cũng gật đầu hùa theo sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi nên nhanh chị khỏi thì hơn lão thái thái cũng biết rồi đấy tề nhị thái thái cầm khăn xoa nhẹ chóp mũi chỗ trường thi kiên năm nào cũng khiêng ra ngoài không biết bao nhiêu người sức khỏe yếu thì sẽ không chống đỡ nổi lúc thi hương thằng bé nhà con cũng vì bệnh mà đạt kết quả hơi kém thế cũng không tệ rồi lão thái thái nhánh cả cầm chén trà trên bàn tên uống một hớp, trên bảng có vài trăm người, tính ra thằng bé nhà cô cũng thuộc nhóm dẫn đầu. Tề nhị thái thái mím đôi môi khô căng, khiển lão thái thái chê cười rồi. Lời của lão thái thái trần ra rõ ràng có hai ý, một là hiến nhi quả thật không tệ, hai là có ý trách bọn họ không coi ai ra gì, chúng cử nhân có đến vài trăm người chứ đâu phải một hay hai. Lúc trước hai nhà không có gì ngăn cách đương nhiên sẽ ngồi chơi rất câu. Bây giờ do có hiểm khích nên tề nhị thái thái cũng nhanh chóng cáo từ Lão thái 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 sai người gửi quà đáp lễ cho tề ra. Hạ nhân cũng lễ phép đưa tiễn tề nhị thái thái ra tận cửa. Chỉ có trần lục tiểu thư là từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Sau khi ngồi vào xe ngựa, tề nhị thái thái thở phào. Tính ra trần gia cũng khoan dung độ lượng, không hề làm khó họ linh 102, tin vui. Xem ra tin tức là thật, thằng bé nhà họ tề không chịu dùng phương thuốc tề nhị thái thái lấy được từ chỗ cháu. Mắt lão thái thái chi trưởng lấp lánh vui vẻ, có thể làm trái lời màu thân đến mức này đã coi như không dễ, nhân phẩm thằng bé đó đúng là rất khá. Lầm gì mang canh dễ sắn và côn bố cho lão thái thái uống tề ra cũng không phải là hạng làm việc không từ thủ đoạn, nhà nào mà không bao bao lo cho mình trước tiên. Từ viên ra cuống cuồng giữ khoảng cách tránh để tránh bị vạ lây đến trịnh gia giả câm vờ điếc đều vậy cả. Chỉ cần đụng đến chính sự là tất đơ cả mọi người đều nghĩ sâu tính kỹ. Chính trường nhiều thị phi, quan văn làm việc luôn cân nhắc kỹ càng. Về điểm này tính ra thì qua en võ trọng nghĩa khí hơn quan văn. Bệnh họ sợ truyền mùa nhất, cứ kéo dài nữa thì đừng nói là kỳ thi mùa xuân, e rằng cả nhập sĩ cũng khó khăn. Vất vả lắm mới thi đậu cử nhân tề gia đương nhiên sốt ruột lo cho con trai mình nói đến đây lão thái thái nhánh cả nhẹ gật gù thằng bé nhà họ tề là một đứa trẻ tốt thấy lão thái thái nhánh cả luôn miệng khen tề nhị lang lâm di cũng biết bà thật sự thích tính tình của tề nhị lang ánh mắt bà luôn rất sắc có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện lão thái thái nhánh cả uống canh xong tạm thời gạt tề gia sang một bên để hỏi về tiêu thị mẹ cháu sao rồi Lâm gì các đầu, cháu làm ít điểm tâm đưa sang đó nhưng mẹ cũng nuốt không trôi. Lão thái thái nhánh cả thở dài, chắc phải chờ cha cháu về thì mới khá lên được. Rất nhiều chuyện trong nhà đều phải chờ cha bình an trở về với tính được. Khi tin đại thẳng của quân đánh hoa được gửi về kinh, không phải ai cũng cười nổi, đối với Trần Gia mà nói thì hệt như đã rét vì tuyết giờ còn thêm lạnh vì xương. Tin vừa về kinh, trong vòng ba ngày sau đó có không ít quan viên bị giam vào ngục tấu trường tố cáo rơi xuống trên ngự án của hoàng đế tới tấp hệt như tuyết rơi người bị tố đều là các viên quan từng có gúc mắc với thành quốc công trên chiều hỗn loạn trung nữ quyến đều luống cuống chân tay thời cơ tốt để diệt trừ dị đàng đến rồi viên gia cũng tới hỏi lão thái thay nhánh cả định làm thế nào để cứu trần doãn viễn ngoài mặt xem như lần này thành quốc công thẳng triều đình phải cho thành quốc công nhiều lần lập được chiến công một câu trả lời thì phải xử lý các quan viên đối đầu với ông ta, và Trần Doãn Viễn chính là một trong số đó. Lão thái thái nhánh cả nhốt mình trong phòng suy nghĩ đối sách, Lâm Phương cũng được thả ra hóng chuyện, cùng với Lâm Huyền ở lì trong phòng Lâm Di. Đêm đó đại thái thái đồng thị lén lút làm một bàn thịt rượu cho Trần Doãn Ninh, hai vợ chồng uống với nhau vài chén rồi đi vào buồng trong. Mặt đại thái thái hơi hây hây, sau khi tam thúc chết, tam đệ muội thể nào cũng bệnh liệt giường, hai đứa bé sẽ cần chúng ta chăm sóc. Đến lúc đó lão gia chính là muốn gió được gió muốn mua được mưa, không cần phải nhịn nhục trước nhị thúc nữa. Trần Doãn Ninh nhìn thê tử yêu kiều trong lòng, không khỏi đắc ý nhướng cao mày. Hai vợ chồng cùng ngã xuống giường thơm, quấn chặt lấy nhau không rời, cùng mong móng tin giữ sớm chuyển tới. Trong phòng đại thái thái sớm tắt đèn, còn nhị lão thái thái đồng thị thì quỳ gối trước bàn thờ Phật nhắc tới Triệu thị, đều do tại kẻ xui xẻo như ngươi cả, bằng không sao Trần gia lại rơi vào cảnh ngộ này. Nhưng ông trời có mắt, coi như con trai người trả nợ hộ ngươi, dùng cái chết mang tới phú quý cho Trần gia. Chỉ là sự phú quý này từ đầu tới đuôi không quan hệ gì tới mẹ con ngươi thôi. Bất kể chứng kiến bao nhiêu cảnh máu tanh đầm đìa, tượng Phật trên bàn thờ vẫn im lặng như trước giờ. Thế rồi lúc viên gia đang chuẩn bị lấy danh nghĩa ngôn quan cứu Trần Doãn Viễn, Phúc Kiến lại cho ngựa chạy suốt 800 dặm đưa tin khẩn thành quốc công mưu phản về kinh, khiến tình thế trong kinh lập tức đảo lộn. Triều đình vốn luôn giữ thái độ e dè trước nạn dập qua lan tràn, bây giờ lại dứt khoát mật lệnh cho các đại tướng nơi biên cương triệu tập binh mã đến Phúc Kiến, bao vây Phúc Kiến chặt chẽ không chứa đường thoát nào. Nhận được tin tức này, một nửa trần gia mừng rỡ nửa còn lại thì sừng sốt. Mặc dù chiến sự ở Phúc Kiến vẫn chưa có kết quả, nhưng nhóm Trần Doãn Viễn cuối cùng cũng được thả ra khỏi Đại Lao. Nhị lão thái thái để đại thái thái đồng thị đỡ ra ngoài đón. Nhìn thấy Trần Doãn Viễn gầy chưa cả xương chậm rãi đi tới, tuy tiều tụy nhưng vẫn còn sống sờ sờ, đại thái thái đồng thị là người rót nước mắt cay đắng đầu tiên. Ngược lại thấy ở nhà lao hình bộ một thời gian như thế mà Trần Doãn Viễn còn được như vậy, lão thái thái nhánh cả hết sức vui mừng. Trần Doãn Viễn thay y phục xong, tinh thần cũng tỉnh táo lại, không bị dụng hình, đồ ăn cũng không đến nỗi tệ, mấy ngày nay người bị bắt giam đột nhiên nhiều hơn hẳn, con cứ tưởng Thật sự không ra được nữa, lão thái thái nhánh cả cười nói, ta cũng sợ thế nên mới mời viện ra ra mặt viết tấu chương, được không ít người ký tên ủng hộ nghĩ tới nghĩ cui, chỉ còn cách dùng danh nghĩa của môn quan bảo lãnh con ra ngoài thôi. Nhưng còn chưa dâng tấu trương lên thì Phúc Kiến đã đưa tin thành quốc công mưu phản về kinh rồi. Lần này đúng là cử từ nhất sinh. Dẫu đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy ánh mặt trời, Trần Doãn Viễn vẫn không khỏi ướt vành mắt. Nhất là đám đông quan lại tụ tập ở ngoài hình bộ, nhìn thấy ông liền ôm quyền cúi đầu chào khi đó ông thật sự cảm thấy mọi cực khổ vừa qua đều đáng giá ông vốn không quá thông minh khôn khéo có thể hoàn thành đại sự như vậy thật may mắn biết bao tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ông trần doãn viễn cảm thán giờ vẫn chưa có tin gì khác từ phúc kiến không biết ở đó đã loạn tới cỡ nào rồi tính ra thì chỗ khang quận vương nguy hiểm hơn con nhiều nghe mọi người bàn luận con mới biết Khang quận vương không dẫn theo một thân tín nào cả, trong khi thành quốc công đã có lòng mưu phản, đâu còn e ngại cái gì nữa. Nghe được lời này, cánh tay đang bưng trà của Lâm Di thoáng khựng lại, bất giác nghĩ tới ngọn câu đằng Chu Thập Cửu cho người gửi về. Chu Thập Cửu biết nàng thông thạo được lý, tác dụng của câu đằng nằm ở phần dễ. Nàng liền đoán rằng Chu Thập Cửu có ý định nhổ cỏ tận gốc. Đã muốn nhổ tận gốc thì đương nhiên không tránh khỏi cần liều lĩnh một phen, ở trong kinh cũng phải làm cho dung truyền từng ngõ ngách. Nếu không nhờ có tin đại thắng giặc qua truyền về, về cánh của thành quốc công ở trong kinh đã không hùng hồn ra mặt đòi diệt trừ phe đối địch. Nàng chỉ một lòng mong mỏi cha được sớm trở về, nên không hề nhắc tới chuyện ở phúc kiến với lão thái thái nhánh cả. Trần Doãn viễn thở dài, chỉ mong triều đình có thể sớm bình được loạn. Lâm Di dâng trà lên rồi đứng ở một bên, Cha có thể bình an quay lại đều là nhờ công chu thập cưu cho người trông nom. Nàng cũng hy vọng hắn có thể thuận lợi thu dọn chuyện ở phúc kiến. Nhị lão thái thái cũng nói, tóm tại nhờ có tổ tông trần gia phù hộ, lão tam cuối cùng cũng toàn thân trở về rồi. Còn một tin tốt con chưa biết, lão thái thái nhánh cả cười nói, hôm nay mời lang trung đến bắt mạch cho vợ con tiền được tin vợ con đang có mang tính ngày thì hơn ba tháng rồi. Trần Doãn Viễn dường như bị nỗi vui sướng quá lớn làm cho choáng váng, mãi mới hồi thần được, là... cả thật sao ạ? À? Lão thái thái nhánh cả mỉm cười gật đầu, ừ, con tại sắp làm cha rồi. Bấy giờ người trong phòng cũng mới lấy tại tinh thần, biểu cảm của nhị lão thái thái đồng thị thay đổi liên tục, cái thằng này. Chuyện này mà còn thật với giả hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 103, nghịch chuyển mọi người đang nói chuyện thì trần doãn ninh hớt hãi chạy tới vừa liếc mắt liền nhìn chằm chằm vào trần doãn viễn vẻ mặt của ông cũng phức tạp như của đại thái thái đồng thị vừa rồi tựa như vừa trải qua đà kích liên tục tin tức tới quá nhanh trong nháy mắt tình hình trong kinh liền đảo lộn nhoáng cây các quan lại sắp bị xử tử đều được thả ra tam đệ trần doãn ninh ổn định cảm xúc ánh mắt trở nên lo âu nhìn trần doãn viễn người đệ thế nào sao triều đình không báo cho chúng ta tiếng nào hết vậy ít nhất cũng phải để chúng ta đi đón đệ về chứ trần doãn viễn dịch sang một bên chừa chỗ cho trần doãn ninh ngồi xuống ta cũng chỉ đột nhiên biết tin rồi được thả ra gặp viên lão gia từ và đại cô gia mới biết là thành quốc công tạo phản rồi thảo nào bên chi trường không có bất cứ động tĩnh gì thì ra đã có người nhà họ viên tiếp ứng bên ngoài trần doãn ninh liếc nhìn đại thái thái đồng thị bên cạnh thê tử buổi sáng còn cười tươi như hoa, bây giờ lại ngồi ngây ra như tượng gỗ. Tin đánh đa chiến thắng và tin thành quốc công mưu phản chỉ cách nhau 5 ngày. Nếu kéo dài thêm mấy ngày, Trần Doãn Ninh hơi siết nắm tay, Hoàng Thượng hẳn đã giết vài người trước để ổn định triều cục rồi. Vì tranh vị trí con thừa tự của nhánh cả, ông ta đã cạch mặt với nhị đệ, nhận hết mọi chỉ trích của mẹ ruột. Bây giờ Trần Doãn Viễn quay lại, tất cả mọi cố gắng vừa qua liền như nước chảy về biển đông. nếu ông ta biết tin sớm hơn nửa ngày, ít ra còn có thể tìm người nghĩ cách khiến Trần Doãn Viễn không về nhà được. triều đình cũng biết lão Tam nhà chúng ta trung nghĩa, cho nên mới cho hiểu và quan sai theo đưa về nữa. ra khỏi hình bộ bằng cách đó, lão Tam chính là người đầu tiên đấy. nhị lão Thái Thái Đồng Thị bâng quơ liếc nhìn Trần Doãn Ninh. Trần Doãn Ninh thoáng giật mình nhưng không thể không dặn ra một nụ cười. Hai loại cảm xúc đan xem nhau nên vẻ mặt của ông ta trông cực kỳ quái dị. Đúng là. Hoàng Ân, Trần Doãn Viễn cũng nở nụ cười. Chốc lát sau, phu quân Lâm Kiều là viên đình văn đến nhà. Viên đình văn hành lễ với các trưởng bối rồi ngồi xuống một bên kể lại chuyện vừa nghe được. Vì hai trạm quản lý ngựa dọc đường làm việc không thỏa đáng, tin chiến thắng giặc qua mới vào kinh chậm mấy ngày nhìn thấy nụ cười lấy làm may mắn của trần doãn viễn ngực trần doãn ninh tựa như bị một tảng đá lớn đè lên đã cầm văn thư về tình hình chiến trận thì cho dù mất đầu cũng không dám bê trễ dọc đường tại liên tục gặp hai dịch trạm xảy ra vấn đề loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử triều đại chu cả nói là trùng hợp thì ai tin nổi chứ nhất định là đã được bố trí đầu ra đó hết rồi là có kẻ cố tình khiến tin chiến thắng về kinh muộn nhờ vậy bọn trần doãn viễn mới có thể bảo toàn tính mạng kẻ có bản lĩnh động tay động chân ngay dưới mắt thành quốc công còn ai khác ngoài khang quận vương nữa tuổi còn trẻ nhưng lại dám cùng thành quốc công đến phúc kiến vốn chẳng ai buồn để mắt tới một tên quận vương gia chỉ vừa được phục tước không ngờ đối phương lại làm ra chuyện lớn như vậy trần doãn ninh lên tiếng nghe nói tấu trương tố thành quốc công mưu phản là do khang quận vương dâng lên ba người lâm huyền lâm phương và lâm di ở sau màn trúc cũng đang lẳng lặng lắng nghe trong phòng nói chuyện tâm trạng lâm phương vốn đang ngột ngạt vừa nghe trong phòng nhắc tới khang quận vương hai mắt nàng ta bỗng sáng lên viễn đình văn gật đầu đáp nếu không có kháng quận vương theo quan đến phúc ninh tin tức đã không truyền về nhanh như vậy có thể đưa tin về tới kinh khi ở tại điểm nóng chỉ bằng vào điểm này đã khiến người ta không dám xem thường lâm phương kích động xiết khăn tay liên tục liếc nhìn nhị thái thái điền thị bên ngoài giống như muốn tìm thấy vẻ vui sướng tương tự trong mắt điền thị khang quận vương thẩm nương của khang quận vương rất thích nàng ta lâm phương nghĩ tới đây liền cắn môi mọi người nói thêm vài câu rồi nhị lão thái thái sai đại thái thái đi thu xếp ít bàn tiệc mừng bọn lâm uyển lâm phương và lâm di cũng ra ngoài đi tới dưới hiên lâm phương không nhịn thêm được nữa tam tỷ với lục muội nói xem liệu chúng ta có chấn áp được phản quân hay không? Lâm Uyển nhìn đôi mắt đang mở to của Lâm Phương, chuyện này. Triều đình đã điều binh từ khắp nơi, nên nhất định là có thể, Lâm Phương cúi đầu xuống, trong mắt lộ ý cười rạng rỡ như nắng chiều, nói vậy. Khang quận vương nhất định thành đại công thần rồi, nghĩ tới đây, tim nàng ta liền đập nhanh hơn, Khang quận vương mới 20 tuổi mà đã lập được công lớn như thế, tương lai chắc chắn rộng mở vô biên. Lâm Uyển phùi phùi vạt áo, bâng quơ nói, Khang quận vương và Ngũ tiểu thư nhà Ninh Bình hầu. Ngược kép, Lâm Phương hư khẽ, Ninh Bình hầu gia và Ngũ vương gia đã đặt vấn đề cưới hỏi với nhau rồi. Hai mẹ con Lâm Phương từ trước đến giờ luôn được tin nhanh nhất, huống chi Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu lại thường tới lui với Lâm Phương, nàng ta đương nhiên sẽ nghe được tiếng gió trước tiên. Biết chuyện cưới hỏi giữa Chu thập cửu và Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu đứt đoạn, Lâm Di không hề ngạc nhiên, kiếp trước cũng là như vậy. Ninh Bình Hầu ra chế Khang Quân Vương là do thúc thẩm nuôi dưỡng. Trước đây chỉ của Khang Quân Vương bị mất tước vị phải giao trả toàn bộ đất đai trong nhà, cho nên bây giờ tuy được phục tước thì của cải cũng ít ỏi vô cùng, làm sao so được với ngũ vương gia. Lâm Phương vừa đi vừa nói, con cháu tôn thật nhiều như vậy, nhưng đến lúc chọn lựa thì còn phân xa gần nữa. Theo lời Lâm Phương nói thì nàng ta rất khinh thường hành động của Ninh Bình Hầu Gia. Nhưng nếu đổi lại là nhị thái thái Điền Thị và Lâm Phương, bọn họ cũng sẽ chọn làm vậy thôi. Dục vọng của con người luôn không có điểm cuối, đạt được một thử lại sẽ muốn nhiều hơn. Hôn nhân dựa vào huệ phi mà thành, trong đó nhất định có liên quan tới lợi ích chính trị, tương lai lằng nhằng thế nào, không ai đoán trước được hết. Ba người nói chuyện, vừa qua khỏi cầu vòm đá trắng liền nhìn thấy mama canh cửa dẫn một bà tử vào phủ bà tử kia đeo một cái dương to sau lưng mắt nhìn đông nhìn tây lâm phương nhanh miệng nhất cao mày nhìn bà tử kia hỏi ai đây tới để làm gì mama canh của cúi đầu trả lời là vào phủ xem bệnh à trả lời mập mờ bà tử kia lại đeo một nụ cười kỳ quái trên mặt lâm phương càng thêm tò mò xem bệnh cho ai mama canh cửa cười đáp nô tỳ cũng không rõ à. Dứt lời ma ma canh cửa khom lưng chào rồi dẫn bà tử kia đi. Nghe xong Lâm Phương bỗng vỡ lẽ, quay đầu nhìn Lâm Di, nhất định là đến kháng thai. Không biết tương lai muội sẽ có đệ đệ hay muội muội nữa. Bà tử đi trước vô cùng thính tải, nghe vậy liền tươi cười nói với ma ma canh cửa, thì ra thái thái có tin vui rồi, đã nói thuốc của tôi hiệu quả lắm mà. Ma ma canh cửa nhỏ giọng khiển trách, đừng nói lung tung. Bà tử kia nghe vậy thì ngậm miệng không nói nữa. Lâm Phương nhìn Lâm Di bằng ánh mắt sáng quắc. Lâm Di chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Thấy Lâm Di và Lâm Huyền đi xa rồi, Lâm Phương mới nhỏ giọng sai tử hy bên cạnh, đi hỏi thăm xem tam thầm rốt cuộc đã cầu thuốc gì. Linh lùng đổi lò sưởi tay cho Lâm Di, không ngờ mới thoáng tay mà thời tiết liền chuyển lạnh, sau khi ăn tối trời đã đổ tuyết lất phất. Tiểu tiêu thị cảm thán rằng may mà Trần Doãn Viễn được thả về rồi, bằng không trong đại lao thế nào cũng bị lạnh đến chết. Trong nhà mời Lang Trung đến, Trần Doãn Viễn khăng khăng muốn xem mạch cho tiểu tiêu thị trước, Lang Trung xem mạch xong liền kê một đơn dưỡng thai. Trần Doãn Viễn cầm lấy đơn thuốc, nhìn hồi lâu cũng không thể quyết định có nên bốc thuốc hay không. Bấy giờ Lâm Di mới được lão thai thai nhánh cả cho biết, thì ra lúc mẹ đẻ họ mang thai ca ca và nàng cũng có triệu chứng như vậy, cho nên từ khi mang thai đến khi sinh con ra luôn dính liền với thuốc thang. Bây giờ tiểu Tiêu thị khó khăn lắm mới có thể hoài thai, Trần Doãn Viễn đương nhiên càng thêm căng thẳng. Cuối cùng vẫn là lão Thái thay nhánh cả quyết định, tạm thời không để tiểu Tiêu thị uống thuốc. Lão Thái thay nhánh cả nói, nữ giới mang thai luôn vô cùng gian nan, nhưng qua được mấy tháng đầu thì sẽ càng ngày càng khỏe hơn tạm thời tìm thêm vài nữ đầu bếp tay nghề tốt thay đổi cách nấu xem thế nào đã, khoan hẳn vội dùng thuốc. Nhị lão thái thái đồng thị hiền từ đề nghị, nếu thật sự phải dùng thuốc thì cũng nên tìm thêm vài lang trung nữa tới xem rồi quyết định sau. Lang trung lại thăm mạch cho Trần Doãn Viễn, xong xuôi thì kê vài thang thuốc bổ cho ông. Phương thuốc cuối cùng được đưa đến trong tay đại thái thái đồng thị, chủ tính suốt mấy tháng, thứ bà ta đạt được chính là một đơn thuốc tầm bổ cho tam thuốc. Đúng là, chuyện cười lớn, Trần Doãn Viễn không chết, tiêu thị đang bệnh thoi thóp cũng biến thành người có mang. Ngày thường bà ta đã phải chăm sóc phụ nữ mang thai cả điền thị, bây giờ lại thêm một tiêu thị. Thử mà bà ta rốt cuộc nhận được lại là đơn thuốc này. Đại thái thái đồng thị nghĩ tới đây thì cảm thấy cổ họng tanh nồng, dạ dày nhộn nhạo, liền cuống quýt dùng khăn che miệng, chạy ảo ra ngoài. Mà mà bên cạnh vội vàng đi lấy ống nhổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhị lão thái thái Đồng thị phản ứng trước tiên, liếc nhìn đống ma ma đứng bên cạnh. Đồng ma ma vội vàng đi theo ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại nhỏ giọng báo, đại thái thái nôn, cũng không rõ có phải là. Trong mắt nhị lão thái thái Đồng thị lóe lên vẻ mừng rỡ. Trần gia đã lâu không có thêm con cháu, bây giờ nhị thái thái, tam thái thái đều có mang nói không chừng nghi khí cũng lây đến trên người đại thái thái đồng thị. Nhị lão thái thái đồng thị vội vàng sai đồng ma ma, nhanh, nhanh. Gọi lang trung trở về xem cho đại thái thái, lão thái thái nhánh cả cũng cười nói, nếu thật vậy thì chính là đại hy của nhà chúng ta rồi. Cõi lòng như cho tàn của Trần Doãn Ninh lại dấy lên một ít hy vọng. Nhị lão thái thái đồng thị nhìn sang con trai cả, còn mồi được ra đó làm gì? nghe vậy trần doãn ninh mới lật đật tới đỡ đại thái thái ngồi xuống hai vợ chồng đối mặt với nhau trần doãn ninh kéo tay đồng thị có phải có rồi không đại thái thái đồng thị nửa mê nửa tỉnh đáp ta mấy ngày nay không thấy nguyệt sự tới mà mà bên cạnh liền cười nói vậy là đúng rồi nguyệt sự của đại thái thái trước giờ luôn rất chuẩn mặc dù không thể thành con thừa tự của nhánh cả nhưng có được con trai sẽ hơn hẳn bất kỳ chuyện gì khác đại thái thái đồng thị do dự sở bụng mình. Mà mà đi ra cửa nhìn quanh, thầy lang Trung liền vội vàng dẫn tới, buông rèm xuống mim cười bảo, thái thái, để nô tỳ đỡ người nằm xuống. Qua khăn tay, lang Trung cẩn thận bắt mạch cho đại thái thái. Đại thái thái nhìn chằm chằm sắc mặt của căng trung, cúc nãy vừa chấn ra hy mạch của tam đệ muội tang trung tiền nhướng mày chúc mừng. Mới rồi còn hâm mộ người khác, bây giờ tiền đến phiên mình rồi. Chỉ cần có con nối dòng, bà ta có thể ngừng đầu mà sống ở trần gia, lão thái thái sẽ không còn có đè đầu bà ta nữa. Làng Trung thả tay xuống, hơi nhíu mày nói, đại thái thái bị chướng bụng, có thể là do ăn phải đồ gì không tốt. Ông dùng một chút, có thể đưa chỗ nôn cho tại hạ xem thử không? Tại đại thái thái đồng thị cập tức ù đặc. linh 104, cầu con. Chỗ nôn, thứ bà ta vừa mỡ ăn là thuốc giúp mang thai mà bà tử đưa tới đại thái thái đồng thị cảm thấy khó chịu như bị than nóng ủi gập người nôn hết nước trà vừa uống ra nhị lão thái thái đồng thị hay tin này vẻ vui sướng trên mặt liền biển sạch thế là thế nào đang êm đẹp sao lại ăn đồ dơ bẩn chứ đồng mama chớp chớp mắt mấy ngày qua đại thái thái phải lo toan hết mọi chuyện trong nhà nhất định là mệt nên dạ dày yếu nhị lão thái thái đồng thị không nén nổi vẻ thất vọng bảo lang trung kê thuốc thật tốt vào phải cẩn thận điều dưỡng mới được đại thái thái đồng thị đã từng tuổi này e rằng không thể lại mang thai nữa đã có kết quả về bệnh của đại thái thái đồng thị lão thái thái chi trường đứng dậy muốn về phủ chi trường trước khi đi bà còn cười nói với nhị lão thái thái lão tam trở về rồi nên hoàn thành thủ tục nhận con thừa tự thôi trong tộc vẫn đang chờ văn thư đấy khóe mắt nhị lão thái thái đồng thị hơi lóe lên, làm gì phải vội, lão tam mới trở về thôi, vợ lão tam lại đang mang thai, chờ ổn định lại đã. Muốn kéo dài thời gian à, bà vất vả lắm mới đi tới được bước này, làm gì có chuyện lại để bị người ta phá bĩnh chứ. Lão thái thái chi trưởng cười nói, chi trưởng ta thiếu hơi người lâu lắm rồi, ta mong vợ lão tam sinh nở bên đó cho nhà thêm hỉ khí mới vừa có văn thư thì vợ lão tam liền hoài thai, chứng tỏ khi số của chi trường vẫn chưa bị tuyệt. Lão thái thái vừa nói vừa lấy khăn lau khóe mắt, lão thái gia chúng ta dưới suối vàng biết được cũng có thể nhắm mắt rồi. Nhị đệ muội đệ muội đúng là đã lập công lớn cho trần gia chúng ta. Bị đổi cho cái mũ cao như vậy, nhị lão thái thái chắc nghẹn họng rồi, cho dù không cam tâm cũng không dám chạy tới trong tộc ầm ĩ bởi vì đối chiếu với gia phả thì bà ta cũng chỉ là kế thất mà thôi. Chuyện đã đến nước này, nhị lão thái thái không còn lại gì để nói nữa. Thế là văn thư nhận con thừa tự do trong tộc viết thuận lợi đến tay Trần Doãn Viễn. Ông cầm văn thư mà nhíu mày, tiêu thị, hoành ca và lâm di lặng lẽ tôi ra ngoài, để ông một mình suy nghĩ. Cho dù không có tình phụ tử với nhị lão thái gia, nhưng bây giờ phải lập tức chuyển tên dưới danh nghĩa của nhánh cả, ông tất nhiên sẽ nghĩ tới mẹ đẻ triệu thị của mình lâm di ngồi trên giường nói chuyện với tiêu thị một lát sau đàm ma ma cho người bông canh đến cho tiểu tiêu thị tiểu tiêu thị uống hai hợp liền cảm thấy buồn nôn đàm ma ma vội vàng cho người mang chén canh xuống bên ngoài đang sầm xì về đại thái thái ạ à? đàm ma ma nhỏ giọng nói tiểu tiêu thị cau mày hỏi chuyện gì đàm ma ma tỏ vẻ khó xử nói ra sợ thái thái ghê người hay chờ thái thái khỏe hơn đã. Ghê người cái gì, tiểu tiêu thị trách đàm ma ma, cho dù bà không nói thì trong nhà ồn ào cũng đến tai ta thôi. Đàm ma ma nhìn lâm di một cái rồi kho người nói, không biết đại thái thái tìm ở đâu ra một bà tử, mua thuốc cầu con từ bà tử đó. Lâm di lấy cớ bưng trà, sỏ giày đi ra ngoài. Bấy giờ đàm ma ma mới kể nốt thuốc nấu từ đường đỏ và nhau thai là xác bào thai nam vừa bị xảy tiểu tiêu thị nghe tới đây mặt liền tái mét không còn giọt máu vội khom lưng với lấy ống nhổ nôn thức nôn tháo lúc trước chính bản thân bà cũng từng định bất chấp tất cả cầu con may mà được lão thái thái nhánh cả ngăn cản tiểu tiêu thị quẹt miệng hỏi đảm ma ma người trong nhà đều biết hết rồi đảm ma ma thưa nhị lão thái thái nổi trận lôi đình mắng đại thái thái điên rồi cho dù muốn con đến phát điện cũng không thể ăn thứ đó, để bên ngoài biết được thì nhục cả dòng họ. Nhị lão thái thái cho người đi bắt bà tử bán loại thuốc kia, vừa vặn gặp phải nữ quyền nhà nào đó tìm tới xin thuốc. Bà tử kia lại đem chuyện của đại thái thái ra khoe, nói rằng đại thái thái nhờ uống thuốc này mà có mang, kiểu này thế nào cũng bị khắp kinh thành biết hết cho mà xem. Đại thái thái phân bua rằng ban đầu cũng không biết trong đó có gì, tưởng là thuốc làm từ thai hương. Nhưng lúc gia nhân đến nhà bà tử kia, rõ ràng nhìn thấy trong thùng nước đựng. Đang chuẩn cho lên bếp nấu, tiểu tiêu thị lại thấy bụng nhộn nhảo, cố gắng lắm mới nhịn xuống được. A-di-đà à, Phật, thật sự là ông trời phù hộ, suýt chút nữa bà cũng ăn mấy thứ đó rồi. Vốn hiểu rõ tính cách thật của nhị thái thái điền thị, nhưng bây giờ lâm di mới biết được, ra đây chính là mưu đồ của thị. Điền thị có mang, đại thái thái đồng thị và tiêu thị đương nhiên sẽ cuống, thế nào cũng tìm cách hỏi thăm thuốc trợ giúp. Nếu lão thái thái nhánh cả không mời y nữ đàng hoàng đến chữa trị cho tiêu thị, chắc chắn bà cũng đã tìm tới mấy loại bí được lan truyền bên ngoài giống đại thái thái đông thị. Khi chuyện cầu con bất chấp mọi thủ đoạn như vậy truyền ra ngoài, tất nhiên người ta sẽ thắc mắc bào thai nam dùng làm thuốc kia là từ đâu tới. Cho dù đại thái thái có nghĩ trăm phương nghìn kế gạt bỏ mọi liên quan, thanh danh cũng đã hỏng bét rồi. Nữ Bồ Tát luôn miệng gọi trời thương dân kia quả thật biết giết người không thấy máu. Trần Doãn viễn ký tên vào văn thư xong, lão thái thái nhánh cả liền cho người tìm ngày đẹp, chuyển đồ đạc của cả nhà sang chỗ nhánh cả. Sau đó Trần Doãn viện dẫn vợ con chính thức dập đầu với lão thái thái nhánh cả, hoàn tất nghi thức nhận con thừa tử. Lão thái thái nhánh cả đưa luôn khóa cửa đông viện cho Trần Doãn viễn và tiêu thị làm chỗ ở. Hoành ca ở tiểu viện bên cạnh, Lâm Di thì vẫn ở viện chính với bà. Trần Doãn Viễn và Tiêu Thị không dẫn nhiều hạ nhân về kinh, cho nên lão thái thay nhánh cả liền bảo Mama quản sự tìm người môi giới rất vài hạ nhân tới cho Tiêu Thị chọn. Tiêu Thị chọn ba nha đầu để hầu hạ mình dưỡng thai, Mama quân sự trong viện thì dùng thể bộc của phủ, bận bịu truyền nhà nên thoáng cai đã qua 6-7 ngày. Tiêu Thị ở chỗ nhánh cả càng ở càng thoải mái. Nhưng trần doãn viên ở nhà tỉnh dưỡng mấy ngày lại bắt đầu ngồi không yên, vừa định lân la ra ngoài hỏi thăm chốt tin tức thì triều đình đã đưa chi thăng chức xuống, bổ nhiệm ông làm viên ngoại lang, làm việc ở Thanh Lại Ti, lập tức nhậm chức. Là chức phó quan chính ngũ phẩm, hay còn gọi là lại bổ, là thuật ngữ để gọi một cơ quan trong quan chế lục bổ, chuyên chấm thi hoặc chuyên lo liệu vấn đề bổ nhiệm. Lão thai thay nhánh cả nói có thể đến lại bộ tức là triều đình tín nhiệm con rồi. Có điều nơi đó không giống chỗ làm cũ, nhất định phải biết giữ mồm giữ miệng, ngoài ra con cũng nên kiềm chế tính bướng bỉnh kia của mình đi. Trần Doãn viễn nhỏ giọng thua vâng, mẫu thân yên tâm, nhi tử không dám làm bừa nữa. Trần Doãn viễn đến nha môn báo danh, ở nhà lão thái thai nhánh cả thờ dài cảm thán với lâm di, ta thì thấy tới lễ bộ là tốt nhất, ai ngờ lại là lại bộ. Đúng là không có tiền đồ thì khiến người ta lo lắng, nhưng tiền đồ tốt rồi cũng vẫn không yên tâm nổi. Lại bộ đứng đầu lục bổ, quan viên ở đó đều là từ cấp thấp đi lên. Bây giờ lão tam lại xẹt vào giữ chức viên ngoại lang, chỉ dưới mỗi chính quan thượng thư. Trần Doãn Viễn sắp nhậm chức mới, lão thái thay nhánh cả cho bạch ma ma chuẩn bị lễ vật để ông đến viên gia thỉnh giáo viên lão gia. Viên lão gia có thể làm được tới chức học sĩ, Đương nhiên biết rõ các loại quan hệ giữa quan lại trong kinh. Sau khi được viên lão gia chỉ bảo, Trần Doãn Viễn thận trọng xử lý công việc trong cương vị mới. Phúc Kiến chiến sự liên miên, triều đình vẫn không được yên bình, lão thái thay nhánh cả dẫn Lâm Di đến Trịnh gia làm khách. Trịnh lão phu nhân thân thiện đón hai bà cháu vào nhà, nghe nói là được vào Thanh lại ti, thể là nhất rồi. Tương lai chọn quan đến Phúc Kiến, còn ai am hiểu hơn tam lão gia nữa chứ lão thay thay nhánh cả nói vẫn không biết trận chiến này phải đánh tới bao giờ chưa kể cũng chỉ là một viên ngoại lang tính ra chỉ ở bên cạnh chạy chuyện cho chính quan mà thôi trịnh lão phu nhân cười vui vẻ muốn thăng tiến thì tới lại bộ là nhanh nhất đấy lão thay thay nhánh cả uống chút trà rồi thở dài lão tam quá chính trực ta sợ nó không đối phó nổi tranh đấu nơi đó Ý cười trong mắt trịnh lão phu nhân càng rõ ràng hơn, đừng ra vẻ dầu dĩ trước mặt ta nữa, bà bây giờ con cháu đầy sành, đắc ý sắp tuết cả miệng rồi kìa, trên đầu cả ngày có hy thước kêu cũng không chừng. Lâm Di ngồi bên cạnh lão thái thay nhánh cả nghe hai vị lão tổ tông nói chuyện, chỉ lát sau đã bị trịnh thất tiểu thư kéo đi. Hai người vừa đi tới cửa thì trịnh lão phu nhân nhắc tới khang quận vương, thật sự là tuổi trẻ tài cao, thành quốc công mà không có mấy chiến thuyền lớn làm chỗ dựa thì đã bị trói đưa vào kinh từ câu rồi. Công to của Chu Thập Cửu khiến người ta nhìn mà đỏ mắt, nhưng có thể lấy được cũng không hề dễ dàng. Trịnh thất tiểu thư kéo lâm di đến một góc hoa viên yên tĩnh cùng ngồi xuống rồi liền bắt đầu thăm dò, sao mấy bữa giờ không trả lời thư của ta vậy? Nghe hỏi lâm di liền nghiêm mặt lại. Trịnh thất tiểu thư liền trột giả, tỷ đừng giận, ta muốn báo cho tỷ biết tin tức ở Phúc Kiến, nhưng tỷ lại đi thông châu mất rồi ta lại không thể để người khác đưa tin đành phải viết thư vốn muốn viết rõ ràng nhưng lại sợ bà già hay nhị bá mẫu gì đó của nhánh thứ hai bên tỷ nhìn thấy thì không hay cho nên mới dán tờ giấy vào trong phong thư như vậy sẽ không dễ bị người ta phát hiện đây là lời thật lòng hai lần nhận được tin đều chỉ là đôi câu vài dòng cô bé sơ truyền tải không hết ý dù sao cha của trần lục tiểu thư cũng vẫn còn trong đại lao hôm đó thập cửu thúc cho người đưa tin về tổ phụ và tổ mẫu mới biết tình hình ở phúc kiến căng thẳng thế nào ta nghe tổ mẫu nói với mẫu thân nếu tình hình trở nên tệ hơn tổ phụ cũng muốn cao lão từ quan cả nhà về quê tránh nạn mẫu thân liền dẫn ta tiến cũng gặp thái hậu phải đi vội đi vàng nên ta không kịp nghĩ chu toàn sớm biết cô bé đã chép lại vào thư của mình luôn cô bé một lòng muốn giúp đỡ nhưng lại quên mất phép tác giữa nam và nữ trong suy nghĩ của lâm di trên tờ giấy kia đúng là không nói gì nhiều nhưng cứ vậy đưa luôn tới tay nàng thì không được ổn lắm nàng lại chẳng thể nói rõ với lão thái thái nhánh cả bằng không thể nào trịnh thất tiểu thư cũng bị phạt đại nạn ở trước mắt ai cũng chỉ trăm phương nghìn kế tìm cách tự vệ trịnh thất tiểu thư còn nhớ tới nàng đã có lòng lắm rồi bình tĩnh mà ngẫm lại lá thư đó quả thật đã giúp nàng yên tâm không ít trịnh thất tiểu thư kéo tay lâm di lần sau ta tuyệt đối không thể nữa trịnh thất tiểu thư một lòng vì nàng nàng muốn giận cũng không giận nổi lần sau trịnh thất tiểu thư le lưỡi thật sự sẽ không có lần sau nữa trong lúc trịnh thất tiểu thư lôi kéo lâm di nói chuyện trịnh lão phu nhân lại nhắc tới nhà mẹ đẻ của nhị lão thái thái đồng thị với lão thái thái nhánh cả lần này đồng gia cũng lập được công lớn bà nên cẩn thận lão thái thái nhánh cả gật đầu đây là chuyện không tránh khỏi trịnh lão phu nhân hỏi bà biết là ai tiến cử đồng gia chứ điều này lão thái thái nhánh cả cũng chỉ loáng thoáng nghe được tin đồn vẫn chưa thể xác định ánh mắt của trịnh lão phu nhân lộ sự sắc bén lâm gia góp phần không ít đấy bà không thèm hôn sự với lâm gia nhưng đồng gia người ta lại quý lắm nói đến đây bà dừng một chút sau khi thành quốc công rơi đài con cháu lâm gia tất nhiên sẽ được gọi vào chiều nhậm chức sắp đến kỳ thi mùa xuân nữa nếu hậu sinh lâm gia chúng tam nguyên, chắc chắn sẽ được vào hàn lâm viện, nói không chừng còn có thể vào nam thư phòng nữa. Bà đừng quên, tổ tông lâm gia chính là nhờ cuốn công mới phát lên, nhưng bây giờ tại dùng văn sĩ vào nam thư phòng làm vinh. Lâm gia khó khăn lắm mới nuôi được một đời sau có triển vọng, đương nhiên sẽ ôm dự định đó. Nam thư phòng thư phòng làm việc của Hoàng để sau buổi thượng chiều. Trải qua chuyện này, rất nhiều nhà sẽ có biến chuyển to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 105, làm mai. Chuyện trên chiều và chuyện trong nhà vốn tương tự nhau. Không phải gió Tây áp đảo gió Đông thì là gió Đông thổi bay gió Tây. Lần này Trần Doãn Viễn có thể được triều đình trọng dụng, người khác đương nhiên cũng có thể. Trần Lão Thái Thái hừ lạnh, bây giờ Lão Tam đã qua nhanh cả, nhà đồng thị và bên ta chính là ai đi đường này không liên quan gì đến nhau nữa. Trịnh lão phu nhân cười nói, nói bà đừng giận, ai bảo nhà bà vẫn chưa được phục tước, là bà muốn chẳng muốn tranh thôi, đâu quản được người khách tranh hay không. Nghe nhắc tới tước vị, Trần lão thái thái liếc nhìn trịnh lão phu nhân, bà có gợi ý gì hay à? Bà rõ hơn ai hết mà còn hỏi ta sao? Trịnh lão thái thái đẩy đĩa táo đen đến trước mặt Trần lão thái thái mời không bằng bà cân nhắc lại chuyện cưới hỏi với lâm gia đi sau khi diệt trừ phe cánh của thành quốc công cục diện chính trị sẽ có nhiều thay đổi lâm gia giờ đâu còn như trước cũng xem như là một mối tốt trần lão thái thái nói ngay mối không tốt thì hao phí tinh thần cân nhắc làm chi phẩm hạnh của thế hệ sau lâm gia như thế cho dù tương lai nhà họ được phong hầu bái tướng bà cũng không thèm trịnh lão phu nhân cười nói ta chỉ nhắc nhở bà thôi bây giờ tam tiểu thư và tứ tiểu thư đều đã đến tuổi cưới hỏi bà không sợ bọn chúng vớ được mối tốt hay sao tuy có bà che chở nhưng nhà lão tam vẫn trong tình cảnh bốn bề là địch đây chẳng phải bà chưa từng nghĩ tới chuyện này bà không muốn bán cháu cầu vinh nhưng không có nghĩa là kẻ khác sẽ thôi vọng tưởng trèo lên cành cao trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười của lâm di trần lão thái thái thở dài trịnh lão phu nhân nhấp một hộp trà Khoảng thời gian trước, Tề nhị thái thái tìm tới xin vào quyết hóa châu, ta mới biết được thì ra con cháu của Tề gia bị bệnh không nhẹ. Nếu thằng bé đó khỏi bệnh, nói không chừng có thể đậu kỳ thi mùa xuân với thứ hạng cao, tương lai cũng khá sán lan. Vốn là bạn cùng chơi từ bé, Trịnh lão phu nhân đương nhiên hiểu cách suy nghĩ của bà. Hậu sinh Tề gia tốt, nhưng sự lần lửa thăm dò của Tề gia khiến người ta không kiên nhẫn nổi nhìn thấy trần lão thái thái không thẳng thắn bày tỏ ý kiến như lúc được hỏi về lâm gia trịnh lão phu nhân hơi nghiêng đầu nhìn bà sao vậy có sự cố gì ư trần lão thái thái không muốn nói qua kỹ càng lục nha đầu còn nhỏ tam nha đầu với tử nha đầu còn chưa gả đi mà không cần vội trịnh lão phu nhân gật đầu rồi như bỗng nghĩ tới điều gì đó nam tử tôn thất thường đính hôn sớm ít khi có ngoại lệ nhưng giờ có một ngoại lệ và tuổi tác của lục tiểu thư lại vừa vặn phù hợp. Trần lão thái thái nhướng mày, bà muốn nói tới. Trịnh lão phu nhân cười cười, khang quận vương, sao hả, có xứng với lục nha đầu nhà bà không? Nói tới đây bà dừng một thoáng, ta biết từ trước tới nay các gia đình huân quý luôn không thích kết thân với tôn thất. Đa phần vì ghét bỏ con cháu tôn thất chơi bời lêu lồng, chỉ được mỗi tóc vi. Nhưng bà cũng thấy khang quận vương thể nào rồi đấy, tương lai của thằng bé đó nhất định không tồi không ngờ trịnh lão phu nhân sẽ nhắc tới khang quận vương trần lão thái thái giật mình trong phòng lập tức trở nên yên ắng hẳn trịnh lão phu nhân kiên nhẫn theo dõi sắc mặt của trần lão thái thái hồi lâu sau trần lão thái thái mới nói chẳng phải khang quận vương sắp tiến tới với ngũ tiểu thư ninh bình hầu ư đã biết rõ mà còn vờ hồ đồ đây mà trịnh lão phu nhân cười nói nếu vụ đó không đi tong thì sao nhị thái thái điền thị của nhánh thứ hai bên bà lại chịu cất công tới lui thân thiết với thẩm nương của khang quận vương chúng. Xem ra nhị thái thái điền thị thật sự muốn với cao tới khang quận vương, bằng không chuyện này đã không tới tại trịnh gia. Trần lão thái thái trầm ngâm, chuyện này cũng chẳng phải do chúng ta nói bừa là được. Sau khi khang quận vương lập công trở về, người muốn trèo lên môi này đêm không biết bao nhiêu mới xuê. Trịnh lão phu nhân tùm tìm, con gái tốt người người tranh cưới, con trai ưu tú người người tranh gà. Trước đây trưởng bối hai nhà đã xác định chuyện cưới hỏi giữa ta và lão gia nhà ta, vậy mà nhị thẩm ta vẫn còn tới đào góc tường đấy thôi, lúc ấy bà khuyên ta thế nào? Bà nói không tranh không đoạt thì không phải là mối tốt. Sao giờ tới phiên bà lại khác hả? Trần lão thái thái ngước mắt lên nhìn xa xăm, hồi tưởng một chút rồi bật cười nhắc tới lại thấy cứ như là chuyện hôm qua, mới đó mà chúng ta đều già cả rồi. Ban đêm dùng bữa, Huệ Hòa quận chúa sai người mang lựu tới cho trịnh thất tiểu thư và lâm di ăn. Nhà hoàn cầm thìa bạc, khéo léo tách từng hạt lựu cho vào chén. Trịnh thất tiểu thư kéo lâm di vào trong buồng nói chuyện, mấy ngày nữa mẹ sẽ dẫn ta đi chùa Thanh Hoa Dân hương, tỷ cũng đi cùng đi. Lâm di tỏ vẻ ngạc nhiên, sắp sang năm rồi, bên ngoài cực kỳ tạnh, sao lại đi dâng hương vào lúc này? Vài ngày nữa chùa sẽ cho người tới các nhà lấy phong thư cầu may mà. Trịnh thất tiểu thư phụng phịu đáp, mẹ nói gần đây mọi chuyện không được thuận lợi lắm, ca ca lại sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, cho nên muốn đi xả xui. Xui xẻo ở đâu ra chứ? Có cần nói quá vậy không? Thấy lâm gì tỏ vẻ không tin, trịnh thất tiểu thư phân bua, thật mà, mẹ vất vả lắm mới tìm được cho ca ca một mối tốt ai ngờ bắt tự hai bên lại không hợp thầy âm dương nói nếu còn cố tiến tới thì không bị thương cũng sẽ tổn hại tai của mẹ ta lại thích tiểu thư nhà đó cho nên cứ lấn cấn mãi không nỡ buông xuôi đến nỗi mất ăn mất ngủ tiểu tụy luôn mẹ ta nói nếu bỏ qua mối này chưa chắc về sau lại có thể tìm được khuê tủ nào tốt như vậy rốt cuộc là tiểu thư nhà nào mà được huệ hòa quận chúa thích như thế nhi lâm di tò mò hỏi là khuê tú nhà nào vậy trịnh thất tiểu thư đáp ngay không suy nghĩ chính là châu cô nương nghe xong lâm di thoáng giật mình châu nhị tiểu thư nhà quốc cữu chẳng phải huệ hòa quận chúa muốn hỏi nàng ấy cho chu thập cửu sao sao tại ca lâm di nghĩ đến ánh mắt sáng ngời của huệ hòa quận chúa và mẫu thân của châu lang huyện là châu đại thái thái khi đó nàng lý giải nhầm rồi ư không phải huệ hòa trịnh thất tiểu thư nói mẹ giận ninh bình hầu ra muốn tìm cho thập cửu thúc một mối khác tốt hơn nhưng thập cửu thúc lại không thích mẹ nghĩ tới ca ca cũng tầm tuổi cưới hỏi rồi cho nên thu xếp mối đó cho ca ca luôn trịnh thất tiểu thư dứt lời lại thấy lâm di hơi củi dáng vẻ như đang trầm tư không lắng nghe tỷ đang nghĩ gì vậy nghe hỏi lâm mới lấy lại tinh thần không có gì chuyện xảy ra ở kiếp trước lần lượt thay đổi hôn nhân của chu thập cửu khác với kiếp trước cũng không có gì là lạ Châu nhị tiểu thư nhu mì dễ mến, thảo nào quận chúa lại thích. Nàng ấy quả thật là một tiểu thư khuê các chính thống. Trịnh thất tiểu thư bĩu môi, ta không thích có chị dâu như vậy. Lâm Di bật cười, đúng vậy, có một cô gái hiền lương thục đức như vậy ở cạnh, trịnh thất tiểu thư đương nhiên phải kiềm chế tính ham chơi của mình. Đưa tiễn Trần Lão Thái Thái và Trần Lục Tiểu Thư ra về xong, trịnh Lão Phu Nhân tựa vào giường Quý Phi nghỉ ngơi. Huệ hòa quận chúa cho hạ nhân ra khỏi phòng hết rồi ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với trịnh lão phu nhân, mẫu thân, người thấy sao, liệu có thành được không? Trịnh lão phu nhân khép hờ mắt, khẽ lắc đầu, mối này e không dễ làm mai, cố vun vén được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Lão muội muội kia của ta coi cháu gái như chân bảo, khang quận vương lại do thúc thần nuôi lớn, chỉ bằng điểm này đã thấy vị trí quận vương phi khá khó làm rồi quan hệ trong nhà tôn thất vốn phức tạp làm chủ mẫu không hề dễ trần lão thái thái lại không có lòng trèo cao mối tốt trong mắt người khác với bà ấy chưa hẳn đã tốt sau khi từ trịnh gia trở về lâm di luôn cảm thấy lão thái thái có gì muốn nói với nàng nhưng lần nào cũng là lời tới miệng lại thôi qua thêm vài ngày nữa tề nhị thái thái dẫn hai vị tiểu thư tới thăm tiêu thị còn tặng một bức tranh hình trẻ con lúc mọi người mở tranh ra xem bọn Lâm Di đều bị đuổi ra ngoài. Lâm Di từng vô tình nghe được bà Tử nói rằng dịp này người mang thai thường được tặng tranh vẽ hình bé trai mặc yếm cởi chuồng, ngụ ý mang thai phụ sinh được con trai. Bệnh ho của ca ca ta đã đỡ hơn nhiều, tề tam tiểu thư không hề giấu giếm, mẹ đã đưa đơn thuốc bắt tỉ muội bọn ta thuộc lòng rồi, để về sau lúc cần có thể lấy ra dùng, nhưng không được truyền ra ngoài. Dẫu nhân ngữ thu tiên sinh không thường gặp gỡ người lạ, nhưng ai tìm lâm di xin phương thuốc tiên sinh đều không măn cản, thỉnh thoảng còn góp ý cho nàng bốc thuốc. thật ra người nhà họ nhân thích yên tĩnh, không quen giao thiệp, cho nên mới làm người khác cảm thấy họ quái gâu. tề tam tiểu thư nói trong kinh làm gì có nữ tiên sinh giỏi như vậy, muội may mắn thật. nhắc tới chuyện này lâm di liền đỏ mặt, nàng cũng không phải là một học sinh giỏi, đổi lại là người khác thì e đã có thể kê đơn chữa bệnh từ lâu rồi. nào rông nắng chỉ biết làm ít được thiện mà thôi. Chỗ ta còn vài cổ tịch về thuốc do tiên sinh tặng, nếu tỷ thích ta có thể cho tỷ mượn về xem. Tề tam tiểu thư nghe vậy liền mừng rỡ nói, thể thì nhất rồi. Trải qua chuyện đơn thuốc lần trước, hai vị tiểu thư tề gia và lâm di càng thêm thân thiết. Tề tam tiểu thư càng nghĩ càng thông suốt, bất kể Trần Lục tiểu thư có thể thành chị dâu trong nhà hay không, nàng đã xác định Trần Lục tiểu thư là chi kỷ của mình hải thất tiểu thư đính hôn rồi tề tam tiểu thư kể nghe nói đối phương là tôn thất vừa xác định trong tháng này thì đầu xuân sang năm liền giả qua đó hải ngự sự hành động nhanh như vậy hẳn là để tìm chỗ dựa cho mình của hồi môn của hải thất tiểu thư nhất định không ít tề tam tiểu thư vừa cười vừa nói hải thất tiểu thư luôn mắt cao hơn đầu cũng bởi vì nhà mình có tiền lần này tiện rồi gả cho người ta tiền cũng đi theo luôn ngụ ý, mối này là dùng tiền mua được. Linh lùng đổi lò sưởi tay cho tề ngũ tiểu thư, tề ngũ tiểu thư cũng cười nói hòa với tỷ tỷ mình, vậy về sau muội ra ngoài dự tiệc sẽ hết được gặp hải thất tiểu thư rồi. Nói tới đây, tề tam tiểu thư bỗng im lặng hẳn, ngũ tiểu thư thấy vậy cũng ủ rũ theo. Tề tam tiểu thư cũng đến tuổi xuất giá, tỷ muội gà ra ngoài sẽ không thể sớm chiều ở chung nữa. Đến nhà chồng rồi thì phải cư xử thận trọng phải làm mẹ chồng vui vẻ, không chỉ phải hầu hạ phu quân mà còn phải tìm cách nhanh sinh được con nối dòng. Lâm Di cười nói, chỗ ta có cánh mai ướp vừa đủ ngày, chúng ta uống trà hoa mai nhé. Dứt cười nàng quay sang bảo hồ đào, tới nhà bếp lấy thêm đĩa bánh phục tinh ta mới làm tại đây. Thế là lúc ra về, hai tiểu thư tề ra còn cầm theo một bình cá trà hoa mai, một hộp bánh phục tinh và một hộp bánh đậu hòa tan. Tề nhị thái thái nhìn số bánh tinh tế trong hộp, cũng phải tán thưởng, Trần Lục Tiểu Thư thật sự rất hào sang. Sau lần tới Tề ra chơi, Trần Lục Tiểu Thư rất ít khi xuất hiện trước mặt bà, nhưng vẫn thân thiết với hai con gái bà, phong thái không kiêu ngạo không tự tỷ như vậy, không phải ai cũng có được. Qua kỳ thư mùa xuân, mẹ sẽ nhắc lại chuyện này với cha các con. Tề nhị thái thái nói, chỉ sợ tới lúc đó, Trần ra tại trướng mắt nhà chúng ta thôi phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn